Yo, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với ảo mộng trung tiên. Và môn phái tiếp theo mà mình muốn review với các bạn đó chính là môn phái phần hương. Wow, nhìn quả kiếm trông không biết là rồng hay là phượng đây, nhưng mà trông cháy đấy các bạn ạ, chắc liên quan đến lửa nha. Rồi, thì đây là skill chính thức của môn phái phần hương nha các bạn ơi. Wow, hiệu ứng là trông toàn lửa là lửa thôi. Có cờ cắm xung quanh nha. Kẻ địch chắc là ở trong cái vùng đấy sẽ bị khống chế hoặc gì đó. Tí nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn. Ôi, cắm cờ nhiều đấy. cắm cờ xong kẻ địch nó không chui ra được khỏi mấy cái cờ đấy anh em ạ. Oh man. Thêm cái lưu ý nữa là bạn nào tên là Long thì nhớ chơi môn phái phần hương rồi nhá. Skill kiểu như hàng long thập bát trưởng luôn, rồng rắn ghê phết các bạn ơi. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về bộ skill kỹ năng của môn phái phần hương này các bạn nha. Hiểu được skill của kẻ địch cũng là giúp cho chúng ta mạnh hơn mà. Nên là các bạn cứ xem hết video đây. Skill đầu tiên, công mục tiêu xa, đi kèm 17 lực công và gây 102% sát thương. Thì đây cũng là sát thương hơi nhỏ nhỏ một chút chút thôi, nhưng mà được cái nó lại đánh tầm xa các bạn ạ, dù cầm kiếm nhưng mà lại đánh tầm xa. Ô, được quá nhỉ. Tiếp theo, viêm binh trích hồn gây 126% sát thương và sau 2 giây duy trì thì gây sát thương nổ cho mục tiêu. Ô, được đấy các bạn này. Skill này thì nó có thể khiến cho kẻ địch bị nổ sát thương nha các bạn. Tức là đánh trong một thời gian, sau đó thì sau 2 giây nó nổ pùm một phát là sát thương nó sẽ bùng nổ hơn nha các bạn ơi. Được đấy. Skill này thì đi farm quái là ngon lành cành đà, hồi chiêu trong vòng 5 giây. Có nhiều bạn là chưa ngâm cứu kỹ skill, thế cho nên là lại tưởng đây là khả năng đóng băng, khống chế, nhưng không phải nha. Đây là hồi chiêu trong vòng 5 giây nha các bạn. Rồi, chân khí tiêu hao đi 98 nữa. Ui, hao nhiều chân khí thế. Tiếp tục, công mục tiêu xa, đi kèm 273 lực công. Skill này có vẻ là đam to hơn một chút này. 189% sát thương và được cái là nó sẽ dựa thêm 10,7% chính xác cũng như là 11,4% né để đi kèm thêm công. Nhưng nó lại là con dao hai lưỡi, khi mà sau khi sử dụng skill này xong ấy, né bản thân này cũng như là chính xác bản thân này giảm đi 30% và trong vòng 5 giây cơ. Hồi chiêu thì trong vòng 6 giây. Nhưng mà chân khí được cái là lại tiêu hao ít hơn là cái skill viêm binh trích hồn này. Thì cái skill tế nghiêm ngưng nguyên này mình thấy là nó có cả lợi cả hại. Thì để khắc chế được cái gọi là nhược điểm của cái skill này thì chúng ta nên tăng thêm một chút vào chính xác cũng như là vào né. Bởi vì nếu như cái chỉ số né và chính xác của các bạn thấp quá thì các bạn sẽ không thể nào mà đánh trúng được mục tiêu. Thành ra là những cái skill này nó lại phế đi các bạn ạ. May quá, chúng ta lại có thêm một cái skill thiên tông tâm pháp là tăng luôn chính xác ở giai đoạn đầu ấy rồi này. Thì nó cũng hạn chế được phần nào nha các bạn. Cái skill này thì tăng chân khí như bình thường thôi, cũng không có gì khác biệt so với những vị tướng khác cả. Ở tầng skill thứ 2 thì chúng ta có luôn một skill nghiệp hỏa sát. Skill này thì có thiêu đốt này các bạn. Tức là mỗi giây thì gây cho sát thương xung quanh luôn nha. Được đấy, và gây 80% sát thương, duy trì trong vòng 6 giây thì nhân lên. Thì trong vòng 6 giây tính ra nó cũng gây được khá khá đấy các bạn ơi. 8 x 6 là 480% sát thương. Rồi, hồi chiêu là trong vòng 15 giây, chân khí tiêu hao thì cũng khá ít, nhưng mà đây mới chỉ là level 1. Tất nhiên là những level cao hơn thì sát thương nó gây ra nhiều hơn, đồng nghĩa việc là chân khí sẽ tiêu hao nhiều hơn nha các bạn ơi. Thiên tỏa tù oán. Tạo ra một cái lồng và khiến cho kẻ địch sẽ bị giảm tốc độ đi 40%. Sau 2,5 giây thì bị choáng, tức là 2,5 giây mà các bạn không chạy nhanh ra khỏi cái lồng đấy thì chắc chắn là bị choáng trong vòng 3 giây và sẽ đứng im. Như thế này thì skill nó sẽ có lợi khi mà các bạn đi loạn chiến các bạn nhé. Đi loạn chiến hoặc đi băng chiến đấy, số lượng kẻ địch nó rất là đông. Thì chúng ta sử dụng một cái skill trong một phạm vi ấy, kiểu gì cũng có thằng nó dính và bị choáng 3 giây cũng cay ấy. Đồng thời là có cả giảm tốc nữa. Và đây rồi, chúng ta có thêm một skill thiên thủ trận pháp. Mình thấy là có tăng phòng và tăng né cho bản thân là ok rồi này. Nó sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được cái nhược điểm của skill tế kiếm ngưng nguyên. Đấy, các bạn thấy không? Lấy hết cả chính xác cũng như là né và đam rồi. Thì ở đây có thêm một cái skill này, sau khi sử dụng nữa thì nó sẽ tăng né lên. Thì lúc đấy mình sử dụng skill kia nó không việc gì nữa các bạn ơi. Giúp cho bản thân cùng đội xung quanh mỗi 2 giây thì hồi 3% chân khí nữa được ấy. Skill này mà kết hợp cùng với cả môn phái thương lan, tức là môn phái mà hỗ trợ ấy các bạn đấy, thì cần phải spam skill chiêu thức nhiều là nó sẽ hợp lý luôn đấy. Có thêm skill đánh đấm tốt phết các bạn ơi. Đồng thời là thêm tăng ích cho đồng đội 2% miễn giảm sát thương, duy trì trong vòng 1 phút. Ôi phải thế. Nếu như mà ở level cao hơn thì chắc chắn là cái giảm sát thương nó sẽ tăng lên. Thì trong vòng 1 phút đấy là các bạn cũng chật vật phết đấy. Mỗi tội là phải lên level 13 đi, level max thì mình mới thấy là cái số giảm sát thương này nó có hiệu quả một chút. Chứ còn ở tầm level này chỉ có 2% thì nó chưa có ích ngay ở giai đoạn đầu nha các bạn ơi. Tụ thước là một kỹ năng bị động giúp cho chúng ta có thể tăng choáng này các bạn này. Đây cũng là một skill bị động nữa, tăng kháng mê hoặc nha các bạn ơi. Thêm một skill bị động nữa là kháng choáng này các bạn. Huyền Dương Hỏa Điển.
Đây là một skill đánh tầm xa nha các bạn ơi. Lượng sát thương gây ra khá cao và xóa mục tiêu hai hiệu quả tăng ích thuộc tính nha các bạn. Đồng thời là giảm đi phòng thủ của kẻ địch 10% và giảm né 50% nha. Ô, được cái nhỉ, giảm né cao thế. Nếu như giảm né như thế này thì chắc chắn là bên mình đánh lại chính xác rồi, đỡ bị lo cái việc là đánh xịt nha các bạn ơi. Duy trì trong vòng 8 giây liền và hồi chiêu trong vòng 18 giây. Nhưng mà mình thấy skill này thì nó cũng gọi là hỗ trợ cho đồng đội là nhiều thôi, chứ còn với cái lượng sát thương này gây ra thì mình thấy môn phái phần hương này nó sẽ không gọi là đam chí mạng được đâu các bạn ạ. Để mình lên xem tầng skill thứ 3 của môn phái phần hương như thế nào nha. Phược túc hỏa cầu, ủi vãi, đau mồm ấy. Skill này đọc hơi đau mồm nhưng mà cũng khiến cho là kẻ địch cũng đau tim phết đấy các bạn ạ. Bởi vì là nó sẽ khiến cho kẻ địch bị ràng buộc, gây choáng trong vòng 3 giây và ép đối phương tự động đi theo. Skill này nó sẽ bảo kê rất tốt cho chủ lực của mình nha. Và các bạn có thể thấy là khi mà chủ lực của mình đang bị áp sát vào, đúng không? Đang bị một thằng sát thủ nhảy vào thì mình hoàn toàn là có thể để dành cái skill chiêu thức phược túc tỏa hồn, bắt nó phải đi theo mình. Đấy, gây choáng trong vòng 3 giây. Mà trong lúc choáng thì chắc chắn là nó không thể sử dụng được skill chiêu thức rồi các bạn. Đấy là mình sẽ có thêm thời gian để cho chủ lực của mình giữ vị trí và tiếp tục spam chiêu thức. Các bạn thấy 3 giây nó ít đúng không? Nhưng mà trong giao tranh thì kể cả là 0,5 giây nó đã là một sự khác biệt rồi nha. Đấy, niết bàn trọng sinh, vào trạng thái niết bàn, miễn giảm sát thương cũng như là hiệu quả khống chế. Mỗi giây thì hồi sinh lực 1%, đồng thời là hao đi 3% chân khí. Nếu như mà di chuyển thì sẽ bị ngắt chiêu. Skill này thì mặc dù là mình chưa có nhưng mình có thể hình dung ra được. Đó chính là những môn phái nào từ trước đến nay mà có sở hữu gọi là Phượng Hoàng ấy thì nó đều có một cái skill kiểu như là tái sinh các bạn. Đấy thì các bạn nếu như máu ít này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng skill niết bàn trọng sinh này, và trong cái trạng thái đấy thì hồi máu. Và tất nhiên mình cũng không gây ra được sát thương nhưng mà sẽ hồi được thêm máu để có thể là cù cưa cù nhầy thêm một chút. Và nếu như kẻ địch mà nó sử dụng sát thương dồn vào mình trong cái trạng thái này thì ngon quá, câu được luôn bộ combo chiêu thức của nó nha. Đây cũng là một skill mà vừa giúp cho chúng ta có thể tái sinh mà vừa giúp cho chúng ta né chiêu được trong trường hợp là các skill chiêu thức khác nó bị hết nha. Rồi, minh giác là tăng né này, ốt tuyệt vời. Lại tiếp tục thêm một skill nữa, tăng cái khả năng né lên để khi mà bị giảm đi nó đỡ bị ảnh hưởng nha. Tiếp tục là tăng công và tăng sát thương bạo. Ở đây thì có một skill công mục tiêu trong vòng 5 ô 8 lần, mỗi lần là gây 105% sát thương. Skill này sát thương khá to và được di chuyển trong khi phóng. Tức là mình bắn một phát xong mình chạy thả diều thì skill này nó vẫn tự động đánh nha. Còn skill tiếp theo, xóa bản thân và đồng đội trong phạm vi 10 ô xung quanh, mỗi người 3 trạng thái giảm thuộc tính, đồng thời là miễn giảm thuộc tính trong vòng 5 giây luôn nha. Tăng phòng này, tăng bạo này, tăng chính xác như này, các bạn thấy không? Cái skill này thì nó mang tính chất bổ trợ là nhiều thôi, chứ nó không phải là skill dồi dào sát thương giống như kiểu là những môn phái khác. Nhưng mà đây này các bạn ơi, khi mà chúng ta có được cái skill bắt hung huyền hỏa trận thì sẽ là một skill mà cực kỳ khủng khiếp khi mà chúng ta đi đánh bang chiến nha. Vì là nó sẽ đặt ra một cái trận pháp, và trong cái trận pháp đấy thì kẻ địch sẽ liên tục bị thiêu đốt, gọi ra một con rồng cực kỳ khủng khiếp luôn, tạo 400% sát thương kèm công bằng 40% giới hạn sinh lực. Thì các bạn biết rồi đấy, tất cả những cái skill chiêu thức của môn phái phần hương ở đây này, nó sẽ gây CC khống chế là nhiều, skill đơn gây sát thương thì nó không có cao đâu. Nên là cái skill cuối đấy chúng ta lại đánh theo phần trăm của sinh lực nữa, gây sát thương bằng 40% sinh lực. Nếu như máu các bạn cao thì đôi khi nó còn nhỉnh hơn với lại tất cả những cái skill chiêu thức mà nó đánh theo công của các bạn ở thời điểm hiện tại nha. Và mình đánh giá môn phái phần hương này thì nó sẽ không có đam chí mạng, nên là những bạn nào mà yêu thích môn phái kiểu ăn thịt, gọi là vào phát PK one shot one kill thì không dành cho các bạn đâu, mà sẽ dành cho những bạn nào mà thích cù cưa cù nhảy, đặc biệt là đánh đông đúc đấy, thì môn phái phần hương thì nó sẽ rất có lợi. Thì không biết là có bạn nào đang chơi môn phái phần hương này không thì để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Đồng thời là các bạn cũng có thể ấn vào danh sách phát đang ở ngay trên màn hình để có thể xem review thêm về những môn phái khác, hiểu hơn về những môn phái mà chúng ta chuẩn bị cúi đầu nha các bạn ơi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.